Vâng, chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lại vừa mới đi vào trong dân để mua đương quy về để bán cho mọi người. Vì cũng có một số bác là đặt hàng mua đương quy với em. Thì ở đây có 8 củ đương quy, em chọn được những loại mà củ to nhất đây các bác. Đấy, những củ mà bé hơn thì em bán cho người ta nhập để về cho nhà thuốc nam người ta làm rồi. Đấy là những cái củ mà 3 củ 1 kg hoặc là 2 củ 1 kg. Còn ở đây là những cái củ mà to nhất, những củ to khủng này các bác. Những củ này là những cái luống mà người ta trồng lâu rồi đấy, và đến bây giờ thì mới thu hoạch. Những củ này thì cái size của nó là từ 1 kg trở lên các bác ạ. Đấy, có 8 củ thôi mà được gần chục kg. Đây em lấy ví dụ ở đây, một cái củ bé nhất ở đây thì nó cũng phải được 1 cân 1, 1,1 kg đây các bác. Đấy, và đây là củ bé nhất ở trong trong số này đấy, trong 8 củ đấy. Đây là củ to hơn đây. Để xem các bác. Củ to hơn này nặng 1,3 kg các bác ạ. Đấy. Rất là đẹp nhá. Sân đương quy rất là đẹp và rất là thơm luôn. Các bác xem này, cuống tím đây. Đấy, cắt bỏ lá rồi vì lá nói chung tác dụng nó thấp. Đây một củ nữa. À. 1,2 kg, hơn 1,2 kg. Rất là đẹp, dễ. Chọn những cái củ mà dễ nó dần đào nó không bị đứt thì cho vào bình nó đẹp hơn. Và size nó to như vậy thì ngâm thì cái chất lượng nó tốt. Cái này ngâm rượu hoặc là phơi khô nấu nước uống đều được hết các bác nhá. Nó được coi là vị thuốc đầu bảng trong đông y đấy, đại bổ đấy. Cái này 1,2 kg các bác này. Xem một củ này nữa. Đấy, củ này to lắm, xum xuê luôn, dễ. Cái này mà cho vào bình thì tuyệt vời luôn. Củ này là cũng 1,2 kg. À đâu, củ này là 1,4 kg các bác ạ. Củ này có lẽ là to nhất đấy, gần 1,5 kg. Đấy. Đấy, củ to nhất đấy. Còn những củ còn lại này thì nói chung nó tầm hơn 1 ký. Đây. Những củ này các bác này. 1,2 ký. Vân vân, mấy củ còn lại đây cũng thế. Thì cái sâm đương quy này thì một vài video em đã nói về cái tác dụng của nó rồi các bác ạ. Nó được coi là đầu bảng trong đông y về thuốc bổ đấy. À, đối với những cái người mà tuổi cao thì thường là hay bị cái chứng mất ngủ do là bị thoái hóa xương khớp, thì nó chèn ép cái mạch máu rồi chèn ép cái dây thần kinh lên đầu ấy. Thì dùng cái củ đương quy này thì uống thì nó điều hòa huyết áp này, nó giúp tăng cường máu lên não để giúp chúng ta ngủ ngon giấc hơn, ngủ sâu giấc hơn mà không bị mê sảng, không bị chập chờn cái giấc ngủ của mình. Và trong tất cả các bài thuốc bổ thì hầu hết người ta đều cho cái đương quy này vào trong cái bài thuốc bổ để mà giúp nó điều hòa khí huyết, lưu thông khí huyết của con người chúng ta, lưu thông máu đấy các bác ạ. Thì cái loại này bổ thận bổ máu mà các bác. Uống cái loại này vào thì những người mà thiếu máu này, thiếu máu có thể là thiếu máu mãn tính hoặc là thiếu máu đột xuất thì có thể là chúng ta uống cái đương quy này thì nó sẽ giúp chúng ta sản sinh ra nhiều hồng cầu hơn trong máu ấy, thì chữa được cái bệnh thiếu máu, rồi là nó giúp lưu thông khí huyết và bổ thận như vậy, cho nên là nó giúp chúng ta chữa cái bệnh đau nhức xương khớp rất là tốt. Đấy. Nhưng mà vì là thuốc đương quy này thì nó đắt, nên ít khi mà những cái bà mà làm thuốc dân tộc ở trên miền núi thì ít khi cho vào, người ta cho những vị rẻ tiền thôi. Đấy. Ngoài ra thì nó còn là nhiều cái tác dụng khác nữa. À, ví dụ như là cái sâm đương quy này nó còn giúp điều hòa huyết áp này. Đấy. Vì cái tên đương quy của nó thì đương nghĩa là dĩ nhiên, còn quy có nghĩa là về, tức là nó đưa cho dĩ nhiên là nó đưa cái huyết áp của chúng ta về cái mức bình thường ấy, mức ban đầu ấy, kể cả huyết áp cao và huyết áp thấp các bác nhá. Đấy. Và phụ nữ dùng cái sâm đương quy này thì cũng rất là tốt, bởi vì nó làm đẹp da, nó trắng da, hồng hào. Đấy. Người lúc nào nhìn cũng hồng hào và trắng trẻo nếu mà dùng cái sâm đương quy này đấy các bác. Còn đàn ông mà uống vào thì ngâm rượu ấy, uống vào thì da dẻ cũng hồng hào và khỏe mạnh, kể cả trong sinh hoạt chăn gối, trong vấn đề sinh hoạt tình dục đấy, thì cái này cũng rất là tốt. Đấy. Thì nó rất nhiều những công dụng khác nhau rồi các bác ạ. Sâm đương quy này đấy.
Thì với những cái củ mà to già như thế thì chất lượng của nó mới là cao các bác. Và những củ này thì em đang bán với cái giá đó là 150.000 một kg. Còn bác nào mà lấy xỉ được, ví dụ như ở đây có 8 củ các bác lấy hết luôn thì nó chỉ tầm khoảng 130 đến 135.000 thôi, 135.000 đấy các bác. À, em chỉ lấy khoảng 135.000 thôi. Vì bây giờ thì nói chung là cái giá đương quy thì nó cũng tương đối là bão hòa. Và đặc biệt là do cái dịch Covid cho nên là người dân cũng không buôn bán được là bao nhiêu, cho nên là cái hàng này nó mới còn lại đến bây giờ. Chứ còn không, nếu như những cái dịp trước thì những cái củ to này bị đào bán đi hết rồi. Và nếu như bác nào có nhu cầu mà mua sâm đương quy, một trong những vị thuốc đại bổ trong đông y, thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0388 98 4410, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.